Xin giới thiệu các bạn, đây là bộ khung đỡ động cơ. Lợi thế gì đấy? Xin giới thiệu các bạn, đây là bộ bệ chống rung, dùng để giữ động cơ. Khi mình gắn động cơ lên trên khung xe, nếu như anh em mình chế xe mà gắn trực tiếp lên thì nó sẽ rất là bị rung máy, không êm. Vì vậy người ta cần phải làm nên một cái bộ khung để chống rung cho xe. Các bạn có thể thấy nãy giờ mình đã lắp đặt chi tiết. Cái này nó có thể lắp cho máy 110, máy 125 và các cái dòng máy khác, hầu như là lắp được hết. Những cái dòng máy 175 thì nó có loại khác, còn đây là 150 đổ lại thì là lắp đặt được. Bây giờ mình sẽ thử lắp đặt cho các bạn xem nhé. Đây mình sẽ lắp đặt bốn con ốc này và một con ốc này. Đây. Thêm một con ốc ở dưới này nhé. Này này nhé, phải lắp chứ này. Đây các bạn theo dõi rất là chi tiết nhé. Rất là vừa, bốn con ốc này vừa luôn với bốn con ốc giữ cái bệ để chân của mình. Các cái dòng động cơ 110 đều dùng được hết.
cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mọi chi tiết đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983818955. Cái động cơ đây là động cơ một tiến một lùi, dành cho các bạn là các bác cần làm những cái dòng xe ATV hay là xe cho người khuyết tật, chỉ cần một chiều tiến một chiều lùi thì có thể sử dụng cái động cơ này rất là phù hợp. Các bạn lưu ý đây là máy 125, một tiến và một lùi các bạn nhé. Dùng để dựng xe cho những người thương binh hay là chân tay yếu. Máy chỉ có một tiến và một lùi thôi. Đây, cần số này. Tiến, lùi này.